Thầy giả thì nhiều. Gia đình chú nó không phản bác cái việc tâm linh. Vâng vâng. Mà thầy thật thì ít mà thầy giả thì nhiều. Đi câu view là một, cái thứ hai là đi đi để mượn cơ hội, cháu biết mượn cơ hội không? Vâng. Mượn cơ hội nhỡ may mà chẳng hạn có tìm thấy hoặc là gì làm sao cái gì lại các thầy đấy nó lại nổi tiếng. Cái bờ trong này tiếp ạ. Tìm chẳng phải đi vào dọc. Ở đây thì viết là đi ở đâu. Vâng. Cháu bảo đi ở đâu nữa. Tức là mình không còn cái địa điểm nào khác ngoài cái chỗ ở cái khu vực này đúng không ạ? Địa điểm thì chú cũng chưa biết được mà. Địa điểm nào nhưng mà thôi cứ đi tìm, cứ đi tìm thôi. Vâng. Rất là hài. Không phải khu vực này thôi chứ mình cũng chưa tính đến cái bước tiếp theo. Chưa, chú không biết chỗ nào mà tìm bây giờ đây. Đấy. Đấy, đứng đấy một tí. Đứng đấy độ 1 2 phút mà xem. Thắm không khác gì chuột chết luôn, đứng 1 2 phút đi. Bọn em đầu tiên không thấy mũi nhưng đứng đây độ 2 phút nó sộc lên. Trong trong đấy. Dưới đấy. Ừ. Không khác gì chuột chết luôn. Không phải mũi phân ga, phân ga bên kia mũi khác. Đào nhé. Gọi mẹ mất. Mất. Nó đất nó sẽ sạt nhiều lắm mấy hôm mưa. Sạt bởi vì con gà. Không sạch ít gì đâu. Chính xác chỗ nào?